Xin kính chào toàn thể golfer Việt Nam. Tôi là Phạm Thành Chí, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam. Luật Golf 2019 đã có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 2019. Và luật Golf này có những sự thay đổi rất là lớn so với luật Golf 2016. Để hiểu rõ cái sự thay đổi lớn đó, Hiệp hội Golf Việt Nam đã làm một cái video này để cho các bạn thấy được sự thay đổi lớn đó. Trước đây trong bể nước, các bạn không được phép di chuyển các vật cản rời như cành cây, lá cây và không được phép chạm xuống đất bằng dùng gậy hoặc dùng tay. Tuy nhiên từ năm 2019, các bạn có thể di chuyển vật cản rời cũng như tiếp xúc đất bằng gậy mà không bị phạt. Trước đây luật không khuyến cáo việc người chơi phải thực hiện cú đánh trong vòng bao lâu. Tuy nhiên từ năm 2019, luật khuyến cáo người chơi phải thực hiện cú đánh trong vòng 40 giây. Để đánh nhanh tốc độ của cuộc chơi, trong đấu gậy, người chơi đã sẵn sàng có thể đánh trước mà không cần chờ người ở vị trí xa hơn, miễn rằng đảm bảo tính an toàn và trách nhiệm với cú đánh của mình. Từ năm 2019, người chơi có thể thay đổi bóng của mình khi được giải thoát bằng cách thả bóng hoặc đặt bóng, nhưng không phải khi đặt lại bóng. Trước đây, bạn chỉ có thể thay đổi bóng khi bóng bị mất, bị hỏng hoặc khi kết thúc hồ đấu. Từ năm 2019, người chơi sẽ không được phép sử dụng bất kỳ dụng cụ gì để trợ giúp trong việc ngắm hướng đánh cho cú đánh tiếp theo. Trước đây, caddy có thể đứng ngay đằng sau người chơi để giúp chỉnh hướng. Từ năm 2019, hành động này bị cấm theo luật. Từ năm 2019, nếu người chơi làm hỏng gậy trong khi chơi, người chơi sẽ không được phép đổi gậy khác trừ trường hợp là gậy đó bị hỏng, không phải do người chơi hoặc do caddy của người chơi. Từ năm 2019, nếu gậy của người chơi vô tình chạm vào bóng nhiều hơn một lần trong một cú đánh, người chơi chỉ bị tính một gậy. Trước đây khi thả bóng, bóng được thả từ độ cao ngang vai. Từ năm 2019, bóng sẽ được thả từ vị trí ngang với đầu gối. Trong trường hợp người chơi vô tình thả bóng từ độ cao ngang vai, người chơi sẽ phải thả lại từ vị trí ngang đầu gối mà không bị phạt. Khi thực hiện thả bóng, bóng phải chạm đất trong vùng thả bóng và dừng lại trong vùng thả bóng. Nếu bóng lăn ra ngoài vùng thả bóng, người chơi sẽ phải thả lại. Nếu bóng vẫn lăn ra ngoài, người chơi sẽ đặt bóng tại điểm bóng tiếp xúc với đất. Trước đây, người chơi có thể dùng bất kỳ gậy nào để làm thước đo cho độ dài một gậy. Từ năm 2019, độ dài của một gậy được định nghĩa là gậy có chiều dài lớn nhất trong bộ gậy của người chơi, trừ gậy putter. Khi bóng của người chơi vô tình bị di chuyển trong quá trình tìm bóng, người chơi sẽ không bị phạt và bóng phải được đặt lại ở vị trí trước khi bị di chuyển. Trong trường hợp không xác định được vị trí chính xác trước khi bóng bị di chuyển, một vị trí ước lượng sẽ được áp dụng. Từ năm 2019, thời gian để tìm bóng được giảm từ 5 phút xuống còn 3 phút. Trước đây, bóng găm chỉ được giải thoát khi nằm trên vùng cỏ cắt ngắn, ví dụ như fairway. Từ năm 2019, bóng găm sẽ được giải thoát trên toàn bộ khu vực chung, bao gồm cả khu vực cỏ rough. Từ năm 2019, nếu bóng đang di chuyển và vô tình chạm vào người chơi hay dụng cụ của người chơi sẽ không bị phạt và bóng sẽ được chơi tiếp tại điểm bóng dừng. Trước đây, người chơi không được phép di chuyển cọc đánh dấu phạm vi của sân và sẽ bị phạt nếu như làm di chuyển cọc này. Từ năm 2019, người chơi được phép di chuyển cọc, tuy nhiên cọc sẽ phải cắm lại trước khi người chơi thực hiện cú đánh. Từ năm 2019, người chơi có thể cào lại cát hoặc đứng tì lên gậy để đảm bảo sự thăng bằng trong hố cát trước khi thực hiện cú đánh của mình, với điều kiện là việc làm này không ảnh hưởng đến điều kiện thực hiện cú đánh. Trước đây, người chơi không được phép di chuyển các vật cản rời như lá, cành cây trong hố cát. Từ năm 2019, người chơi có thể thực hiện điều này mà không bị phạt, miễn rằng bóng không bị di chuyển trong quá trình thực hiện. Từ năm 2019, khi người chơi tuyên bố bóng của mình không chơi được ở trong băng cờ, người chơi có thêm một sự lựa chọn nữa là thả bóng ở ngoài băng cờ và chịu thêm một gậy phạt, tổng là 2 gậy phạt. Từ năm 2019, khi bóng dừng lại dựa vào cột cờ, bóng được coi như là đã vào lỗ khi bất kỳ phần nào của bóng nằm dưới bề mặt green.
Từ năm 2019, người chơi sẽ không bị phạt nếu bóng chạm vào cột cờ khi đang được cắm ở trong hố, kể cả khi cú đánh được thực hiện từ trên green. Từ năm 2019, người chơi hay caddy có thể chạm vào bề mặt của green để chỉ hướng đánh mà không bị phạt, miễn rằng điều đó không làm ảnh hưởng đến cú đánh được thực hiện. Nếu bóng của người chơi ở trên green và vô tình người chơi là bóng di chuyển do làm rơi gậy hay trong khi đang thực hiện cú đánh nháp, người chơi sẽ không bị phạt và sẽ đặt bóng lại vị trí ban đầu và thực hiện cú đánh. Khi bóng đang ở trên green và được đặt lại, nếu bóng bị di chuyển sau khi đã được đánh dấu, nhặt lên và đặt lại, kể cả khi gió thổi bóng ra vị trí khác, người chơi sẽ phải đặt lại bóng ở vị trí ban đầu. Vết giày, vết cỏ hay những hư hại khác trên green có thể được ấn xuống hoặc cải thiện. Trước đây, nếu bóng của bạn nằm ở nhầm green, chỉ quả bóng phải được đặt lại ở ngoài green nhầm đó. Từ năm 2019, bạn phải giải thoát hoàn toàn khỏi green nhầm, bao gồm cả vị trí đứng và cả đường swing của bạn. Từ năm 2019, caddy của bạn có thể đánh dấu và nhặt bóng của bạn lên mà không cần có sự cho phép của bạn. Tuy nhiên, caddy chỉ được đặt bóng lại nếu như caddy là người nhặt bóng lên. Bạn phải thông báo với người chơi cùng, trọng tài hay đối thủ khi bạn có ý định nhặt bóng lên để kiểm tra xem bóng có bị hỏng hoặc để xác định có đúng bóng của mình hay không. Từ năm 2019, bạn không cần phải thông báo nữa. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải đánh dấu bóng trước khi thực hiện việc nhặt bóng lên. Trước đây, việc sử dụng thiết bị điện tử để đo khoảng cách không được cho phép ở trong luật. Tuy nhiên, ban tổ chức có quyền áp dụng luật địa phương cho phép việc này. Từ năm 2019, việc sử dụng thiết bị điện tử để đo khoảng cách được cho phép ở trong luật. Tuy nhiên, ban tổ chức có quyền áp dụng luật địa phương cấm việc sử dụng này. Trước đây, khi bóng của bạn rơi vào khu vực bẫy nước mặt bên, hay nay được gọi là khu vực phạt màu đỏ, bạn có một sự lựa chọn là giải thoát bóng ở bờ bên kia của khu vực phạt. Từ năm 2019, lựa chọn này bị cấm theo luật trừ khi ban tổ chức quyết định áp dụng luật địa phương cho phép điều này. Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, tôi xin kính chúc toàn thể golfer sức khỏe, thành đạt và chơi golf ngày càng tốt.